Hôm nay Bình Khanh chào đón Fadil và Honda City để vào làm chống đinh giỏ xe. Thì cảm ơn hai anh đã ủng hộ Khanh từ rất là xa, anh khách City đi từ Cần Thơ lên. Dạ. Thì chống đinh giỏ xe nó là một giải pháp để cho nhà mình có một cái trải nghiệm không cần phải giá giỏ xe. Dạ. Thì khi chống đinh giỏ xe vào, đinh đâm vào thì chúng ta không nhất thiết phải rút ra liền, và lúc nào rảnh thì chúng ta sẽ rút ra thôi. Dạ. Thì nó sẽ chịu được những cái đinh dưới 6 ly, còn những cái đinh to hơn chúng ta vẫn có thể giá được bằng phương pháp giá dùi bên ngoài vào nha. Rồi, chống đinh giỏ xe ngoài cái chuyện giúp cho nhà mình an toàn trong quá trình di chuyển, không bị đinh, thì nó còn hạn chế cái việc nổ giỏ xe, bởi vì nó sẽ không mất hơi đột ngột, chúng ta sẽ không bị gọi là nổ giỏ trong quá trình di chuyển ở vận tốc cao. Nó sẽ tăng thêm độ bền của giỏ xe và giảm cái độ ồn của giỏ xe vọng vào bên trong, nhất là đối với những chiếc xe có nguồn gốc xuất xứ từ châu Á của mình thì cái khung gầm nó sẽ mỏng hơn các xe đến từ châu Âu. Rồi. Đối với chống đinh giỏ xe thì Bình Khanh sẽ có hai công nghệ, đó là dán xốp chống đinh Hardstone và chống đinh bằng trên mái ly tâm. Thì mỗi công nghệ đều có ưu và nhược điểm. Dán xốp thì nó sẽ chịu được những cái đinh dưới 3 ly thôi, còn chống đinh trên mái ly tâm bằng lớp cao su dẻo thì bảo hành đến khi bỏ giỏ và nó sẽ chịu được những cái đinh đến 6 ly. Thì quý anh chị đang quan tâm đến một cái trải nghiệm không cần phải lo lắng về việc giá giỏ xe và muốn suy nghĩ đến vấn đề an toàn, thì nhà mình có thể inbox trực tiếp với Khanh để bên Khanh sẽ tư vấn và báo giá cho nhà mình. Nếu quý anh chị muốn chuyển giao công nghệ hoặc là muốn làm đại lý thì cũng có thể inbox luôn. Thông tin hiện tại là do video up trên nhiều nền tảng, thành ra bên Khanh sẽ không có để cái giá cả cũng giống như thông tin số liên lạc vào trong video. Mong quý anh chị thông cảm nha. Thì có thể inbox trực tiếp và bên Khanh sẽ gửi báo giá cho nhà mình cụ thể hơn. Cảm ơn cả nhà luôn quan tâm theo dõi các video. Xin chào và xin hẹn gặp lại.